Chào Nhật, xin chào các bác nhé. Em lên sóng phục vụ các bác một cái chiếc máy hút ẩm Mitsubishi VIP. Em để mã số 6. Con này có cái tên là MZ85EFH, sản xuất tại Nhật Bản luôn. Họ sản xuất để xuất đi các nước, chứ là giao diện bằng tiếng Anh các bác, rất là dễ dùng này. Để hình thức con này cực đẹp luôn, máy thì nhỏ gọn, chạy êm, siêu êm luôn, rất là gọn nhé, mỏng, chưa găng tay này. Chất máy vỏ nguyên rất mới luôn, cực đẹp, vỏ nguyên bản Mitsubishi. Đây là cái dòng Mitsubishi hút ẩm mắt liếc. Đây, các bác nhìn này, Movie này. Đấy. Cái mắt này nó sẽ phát hiện độ ẩm khu vực nào cao thì nó sẽ chĩa hướng gió này sang. Đấy, để hướng gió khô này để hút ẩm nhanh, làm nhanh khô. Đấy. Trên máy thì giao diện các bác nhìn thấy tiếng Anh rất là dễ dùng nhé. Con này chạy cực êm, dễ dùng, khóa trẻ em giữ 3 giây này. Đấy, dạ. Và đây là khóa luôn. Hẹn giờ. Đảo gió ngang, đảo gió dọc. Các chế độ hút cao, thấp. Hút thấp, auto. Ở cái máy này thì các bác hoàn toàn có thể cài đặt độ ẩm theo ý muốn của mình. Hiện tại máy đang báo độ ẩm của phòng là 74%. Thì các bác hút xuống bao nhiêu này? Xuống 4, xuống 50 thì các bác bấm 50. Xuống 60 thì bấm 50, xuống 70 thì các bác để đây. Dạ. Đấy, nó sẽ quay lại là báo độ ẩm của phòng luôn. Hoặc là các bác hút sấy quần áo bằng chế độ Movie, chế độ mắt phát hiện chạy rất khỏe, sấy quần áo luôn. Yeah. Đấy, máy rất dễ dùng rồi. Đây là khu vực bình nước này, em đã hút tép rồi, đầy nước thì máy nó ngắt, nhưng còn rất mới luôn thôi nhé, chắc khoảng 3 lít. Con này công suất hút của nó là 14,5 lít một ngày. Rất là đẹp quá. Đây là con tí băng dính đây thôi nhé. Hình thức 6 rất là mới. Điện 220V nguyên bản này. Hút 14,5 lít một ngày. Sản xuất tại Nhật Bản luôn. Con máy xuất sắc. Con này tất cả toàn bộ dàn ống đồng hết, các bạn yên tâm nhé. Máy Nhật không có cái chuyện là ống nhôm như đâu, cái này là dàn. Ống đồng đủ ống, chạy êm ái, có bánh xe đẩy ngang. Dòng này rất nặng đấy các bạn, nặng, cực nặng luôn. Bao nhiêu cân này? Con này 13 kg. 13 kg, rất là nặng. Em bán 3,9 bảo hành 1 năm coi nhé. Các bác có nhu cầu mua hút ẩm thì các bác mua sớm đầu mùa, máy đẹp, giá tốt. Chào các bác.